kéo cái tay áo lên nha. Chị thử em quay đẹp không? Chị quay thử đi. Màu của nó hơi vàng vàng nha. Nó không có được cái màu mà nó kiểu màu sáng như mấy như điện thoại của Hạnh. Có mình em nghe tiếng đàn ông. Ủa? Em nghe tiếng đàn ông mà rồi nghe giọng của em nói chuyện mà. Thấy chưa? Ừ. Thì tiếng đàn ông. Ừ. Anh
cái mũ dưới này là nó thích. Không cần coi da có biểu hiện như nào luôn hả? Quần cũng xỉu nha. Sao không có gì chuyện hay sao chị An ơi? Để nói chuyện tự nhiên vậy luôn hả? Tay mình nó quay cửa nào thì nó vẫn đứng im chỗ hả? Ủa? Có không? Tại mình cứ cài thôi. Chị mới cài hả? Tại mình nó quay cái ứng dụng của nó cũng được. Ừ, mình sẽ đang quay trực tiếp cho các cô. Yeah.